An Khoa mến chào quý khách thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đang Mỹ truyện đọc Kim Bài Đả Thủ của tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 21. Phong Vũ nhìn Dương Lỗi, nói không đồng ý cũng không nói không đồng ý. Trong bóng đêm, Dương Lỗi liếm liếm môi, hắn chờ một lát coi như Phong Vũ ngầm đồng ý mới chậm chậm đưa tay tới, phủ lên chỗ phong lên bên dưới của Phong Vũ. Phong Vũ lúc này im lặng, nhưng không có đẩy tay Dương Lỗi ra. Dương Lỗi đặt tay nơi đó không dám động đậy, hắn sợ Phong Vũ sẽ kháng cự, sẽ hất tay mình ra. Vài giây tạm ngừng ngắn ngủi khiến tim Dương Lỗi đập như trống. Thấy Phong Vũ không phản kháng, tay của Dương Lỗi bắt đầu cử động. Cách lớp quần, Dương Lỗi chậm rãi xoa nắng vật này đầy đặn, cùng dùng ngón tay cẩn thận mô tả đường nét của mảnh hổ đang ngủ đông kia. Hắn có thể cảm nhận được thứ trong quần của Phong Vũ đang dần dần căng ra và từ từ ngẩng đầu lên. Dương Lỗi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vật phía dưới của bản thân cũng ngẩng dậy. Hắn hít thở gấp gáp, trông thấy lồng ngực của Phong Vũ im lặng nãy giờ đang phập phồng. Kích thích vừa xa lạ vừa hỗn loạn, cùng với khoái cảm sinh lý của bản năng, làm cho hai chàng trai trẻ tuổi tràn trề tinh lực chấp nhận bị cuốn vào vòng xoáy hoang đường này. Dương Lỗi nhẹ nhàng vén áo ba lô của Phong Vũ lên, vừa hấp tấp vừa kiềm chế, thò tay vào trong, vuốt ve cơ thể của Phong Vũ. Ơ, làm gì vậy? Rốt cuộc Phong Vũ cũng lên tiếng. Dương Lỗi rụt tay lại, dời xuống chỗ đã nhô lên thành túp lều của Phong Vũ rồi khàn giọng nói. Anh cưa rồi, tôi lấy ra giúp anh. Dương Lỗi móc vật đang cương cứng trong quần lót của Phong Vũ ra, vật kia run rẩy trong tay hắn, giống như có sinh mạng riêng của nó vậy. Dương Lỗi dùng ngón tay ma sát phần đỉnh, sau đó vuốt ve lên rồi xuống, hô hấp của Phong Vũ bỗng nhiên trở nên nặng nề. Dương Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Phong Vũ trong bóng đêm. Ánh mắt đó vừa mâu thuẫn vừa hoang mang, vừa lý trí vừa pha lẫn chút rối loạn. Hiển nhiên giữa mâu thuẫn và khoái cảm sinh lý, Phong Vũ đã lựa chọn cái sau, nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng hề ngăn cản. Mồ hôi của Dương Lỗi đã thấm ướt áo ba lỗ, hắn thấy Phong Vũ cũng đang đổ mồ hôi. Tối nay thật sự quá nóng mà, hai người đàn ông trên giường cũng bị dục vọng thiêu đốt, bị sức nóng làm cho đầu óc mê muội. Dương Lỗi cởi chiếc áo ba lỗ ướt đẫm của mình ra, ném xuống dưới giường, sau đó đưa tay vén áo ba lỗ của Phong Vũ, cởi nó ra rồi ném luôn. Dương Lỗi đã cởi hết áo, chỉ còn mỗi quần lót. Hắn không hề do dự ngồi lên đùi Phong Vũ, vội vã móc thứ kia của mình ra, gắt gao ma sát với Phong Vũ. Thân trên trần trụi kề sát lồng ngực cũng trần trụi của Phong Vũ. Dương Lỗi dùng một tay ôm lưng Phong Vũ và tay còn lại thì cầm lấy vật to lớn đang run rẩy của hai người, áp sát chúng lại rồi bắt đầu chuyển động. Bây giờ Dương Lỗi táo bạo hơn, ngông cuồng hơn và cũng quen tay hơn lần trước nữa. Phong Vũ bị Dương Lỗi khơi dậy khoái cảm, có lẽ đã đầu hàng trước kích thích sinh lý. Để theo đuổi càng nhiều khoái cảm, Phong Vũ cũng đưa tay vịn lưng Dương Lỗi, làm cho hai cơ thể càng dán chặt hơn, tăng thêm độ ma sát. Bóng đêm xuyên qua cửa sổ, trên chiếc giường dây thép là một cảnh tượng hỗn loạn và hoang đường. Hai chàng trai trẻ chỉ mặc quần lót ôm ghì lấy nhau, dùng ma sát thân dưới thỏa thích bộc phát kích thích và điên cuồng của tuổi trẻ. Dương Lỗi cố gắng kiềm chế ham muốn hôn Phong Vũ, hắn nhìn dáng vẻ gợi cảm của Phong Vũ như nhắm mắt và nhíu chặt lông mày lại, và đoạn kéo tay Phong Vũ kéo đến chỗ vật thô to của hai người đang ma sát. Phong Vũ vẫn còn chút kháng cự, muốn bỏ tay ra nhưng lại bị Dương Lỗi kéo trở lại đặt lên trên. Không lâu sau, Phong Vũ cũng rơi vào trạng thái mê loạn, dùng sức ma sát lên xuống. A, Dương Lỗi nhìn hết nổi, bật ra tiếng rên rỉ. Hắn buông lỏng tay, tập trung cảm nhận sự vuốt ve của Phong Vũ và ngón tay thon dài hữu lực của Phong Vũ mang đến khoái cảm quá mãnh liệt cho hắn. Mãnh liệt hơn nhiều so với lúc làm thật với bạn gái, kích động hơn nhiều so với lúc ra vào cơ thể của phụ nữ, và khoái cảm này không chỉ về mặt sinh lý mà còn về mặt tâm lý nữa. Dương Lỗi giang hai tay ôm chặt Phong Vũ,
đắm chìm trong động tác vội vàng và thô lỗ của phòng vũ, nghe tiếng thở dốc dần dần không kiềm chế được của phòng vũ. Dương Lỗi gần như đang ở ngay sát ranh giới buồn nổ. Cứ sắp lên tới đỉnh, động tác của hai người càng điên cuồng hơn. Phòng vũ không thể kiểm soát được, hắn bất ngờ ôm lấy Dương Lỗi rồi lật người lại, dùng sức đè Dương Lỗi xuống ván giường cứng rắn. Nhờ có lực chống đỡ của ván giường, phòng vũ đưa đẩy càng thô bạo hơn, và hắn ấn phần thân to dài cương cứng của mình vào bụng dưới rắn chắc của Dương Lỗi, cố sức ma sát đè ép làm cho hai người thở hổn hển. Và ngay cái khoảnh khắc mà đạt đến cao trào, phòng vũ còn thúc mạnh về phía trước, hắn dùng vật hùng tráng chèn giữa bụng hai người bật ra một lúc. Sau khi xong việc, hai người dọn dẹp đơn giản, kế đến ngồi tựa vào đầu giường, không ai nói lời nào. Phòng vũ châm một điếu thuốc, im lặng hút. Dương Lỗi vẫn còn chìm nổi trong bão tố vừa rồi. Đây là trải nghiệm tình dục kích thích nhất đối với hắn, đặc biệt là khi mà phòng vũ mất kiểm soát rồi chủ động như thế. Dương Lỗi rướn người lên, nhặt điếu thuốc trong miệng phòng vũ và bỏ vào miệng mình hút một hơi. Một thoáng im lặng trôi qua, Dương Lỗi nghe phòng vũ lên tiếng, giọng phòng vũ hơi ảm đạm. Vừa rồi trông hơi quá đáng, không biết là phòng vũ đang nói cho Dương Lỗi nghe hay đang nói cho chính mình nghe. Mà sau khi mà cao trào qua thì lý trí của phòng vũ đã quay trở lại. Không có gì, như thế mới kích thích chứ, Dương Lỗi một hơi tỏ vẻ không sao cả. Phòng vũ liếc Dương Lỗi một cái nhưng không được hỏi, ủa cậu không để ý thật sao? Anh có thấy thoải mái không? Chắc là thoải mái nhỉ? Tôi cũng vậy, chỉ là chơi chút thôi mà, thoải mái là được rồi. Dương Lỗi không muốn phòng vũ suy nghĩ nhiều, phòng vũ càng suy nghĩ nhiều sẽ càng không muốn làm việc này. Chỉ khi nào phòng vũ tin rằng đây là trò chơi, phòng vũ mới chịu tiếp tục làm với hắn. Phòng vũ không nói gì, Dương Lỗi hiếp mắt tiếp tục hút điếu thuốc của phòng vũ. Có thể hai chúng ta làm như vậy là bình thường sao? Không lúc lâu, phòng vũ hỏi. Sao lại không bình thường? Tôi thấy nó hoàn toàn bình thường. Dương Lỗi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ấn xuống gạt tàn ở đầu giường, quay đầu nhìn phòng vũ. Hai chúng ta rất thân thiết phải không? Phải, phòng vũ trả lời không hề do dự. Vậy có phải là đàn ông không? Nhảm nhí, là đàn ông thì cứ chơi đi, đừng có lăng nhăng như đàn bà được. Dương Lỗi nói. Má, phòng vũ cười mắng, trông như đã nhẹ nhõm hơn. Dương Lỗi nhìn phòng vũ cười theo, nụ cười ẩn chứa phức tạp. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 21 của truyện đọc Kim Bài Đả Thủ. Đến đây.